Thưa quý vị, công viên 23 tháng 9 tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị lấn chiếm và sử dụng sai mục đích, không đúng công năng từ rất nhiều năm qua. Mới đây thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án cải tạo chỉnh trang công viên 23 tháng 9 theo quy hoạch được duyệt. Công viên 23 tháng 9 hiện có tổng diện tích 10,9 ha, gồm khu A, khu B, khu C. Hiện mặt bằng công viên này có nhiều đơn vị quản lý và khai thác một cách chồng chéo, manh mún, thiếu kiểm soát. Cụ thể, tại khu B là các hoạt động mua sắm, ăn uống, dịch vụ. Khu C là bến xe buýt, bãi giữ xe, làm thay đổi công năng của công viên. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chấm dứt không gia hạn hợp đồng cho thuê đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại công viên 23 tháng 9. Đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng nhưng trong các văn bản pháp lý không ghi rõ thời gian hoàn trả, yêu cầu phải di dời trước ngày 30 tháng 4 2019.